vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với căn bệnh xoắn khuẩn vàng da quý vị. Đây là một cái căn bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật sang người. Và vì vậy mà chúng ta lại càng cần quan tâm. Bởi vì bây giờ chúng ta có thể là nuôi rất nhiều những cái bạn thú cưng ở trong nhà. Có thể là nguyên nhân gây bệnh hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong buổi trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Tưởng nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan cũng như gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, xoắn khuẩn vàng da là căn bệnh như thế nào đây ạ? Nếu mà tên khoa học thì người ta gọi đó là bệnh leptospirosis. Đây là một cái căn bệnh nhiễm khuẩn mà do giống như Diễm Loan nói đó là lây từ động vật sang ha, và do một cái tác nhân đó là leptospira gây ra. Đây là một cái căn bệnh mà phải nói rằng là nó không lây từ người qua người mà nó có được từ đâu? Từ nước tiểu, từ mô và máu của tất cả các loại, ví dụ như gia súc nè, gia cầm nè, hoặc các loại bò sát lưỡng cư, ví dụ như chúng ta thấy là chó nè ha, và đặc biệt là các loại như là chuột hoặc là các loại gặm nhấm khác đó. Do vậy nếu như mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp thì chúng ta có nguy cơ bị mắc cái căn bệnh này. Và đây là một cái bệnh lý mà nó có tính nghề nghiệp rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng là những cái người mà làm việc ở những cái nơi vệ sinh môi trường nó rất là kém á, ví dụ như là chúng ta nói là những người nông dân nè, hoặc là những người làm lâm nghiệp nè, hoặc là những người mà có nghĩa là ở những cái trại chăn nuôi đó thì họ tiếp xúc với cái nguồn động vật đó cũng như cái môi trường đó thì rất là dễ bị mắc bệnh ha. Dạ, vậy thì nguyên nhân dẫn đến căn bệnh là do tiếp xúc trực tiếp như vậy thôi hả bác sĩ? Đúng rồi, thì bệnh này là hoàn toàn là lây từ động vật sang. Vậy thì nếu như mà cái môi trường đó nó có rất là nhiều những cái con mà giống như hồi nãy mình mô tả, ví dụ như là chó nè, rồi chuột, rồi bò sát, những cái loại lưỡng cư, nói chung là rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc với cái vùng đất đó, mà cái đất đó nó có những cái vùng nước tiểu, rồi nó có những cái đó nó nhiễm bệnh, thì rõ ràng là mình sẽ rất là tăng cái nguy cơ để mà mắc cái căn bệnh này. Rõ ràng là khi mà mình chẩn đoán được, mình điều trị sớm thì hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Dạ, và biểu hiện nào để biết là một người đã bị mắc căn bệnh xoắn khuẩn vàng da ạ? Thật ra thì nó có thể biểu hiện rất đa dạng, nhưng thường nó sẽ là mình thấy là nếu như nó chỉ ở thở nhẹ thôi thì mình cũng thấy rõ ràng nó cũng biểu hiện giống như là một cái chuyện mình bị cúm vậy đó, sốt rồi mệt mỏi, buồn nôn, có thể có tình trạng như là nôn ói do cái viêm màng não vô khuẩn. Tuy nhiên nếu như mà vô cái thể nặng, người ta hay gọi là hội chứng Waze, thì nó sẽ kèm với vàng da, bởi vậy nó mới có tên là xoắn khuẩn vàng da. Vậy thì vàng da này á, nó là do cái việc mà chúng ta bị tổn thương cái gan ha. Rồi ngoài cái vàng da ra, nó còn kèm tình trạng xuất huyết. Chúng ta có thể thấy là có những cái chấm xuất huyết betachi, hoặc là những cái mảng xuất huyết như là purpura, và thậm chí là xuất huyết nội tạng nữa đó. Vậy thì cái thể nặng này nó nặng là bởi vì sao? Bởi vì nó có nguy cơ gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm, ví dụ như chúng ta suy đa cơ quan, mà trong đó hai cái cơ quan mà gắn liền với căn bệnh này người ta gọi đó là hội chứng gan thận, có nghĩa là suy gan, suy thận ha, và thậm chí là có thể dẫn đến chuyện là viêm cơ tim đó, rất là nguy hiểm nếu như là vướng vào cái thể nặng này. Đây là một cái bệnh lý mình biết rằng là nó có yếu tố nguy cơ nghề nghiệp, vậy thì trên những cái đối tượng nguy cơ cao. Cái thứ hai là biểu hiện lâm sàng của nó, nếu triệu chứng nó rõ ràng quá rồi ha, thì chúng ta sẽ phải làm cái gì? Chúng ta có thể nha, chúng ta có thể cấy để tìm cái tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên cái việc đó thật sự trên thực tế chúng ta làm rất khó, tại vì cái việc nuôi cấy không hề dễ dàng. Vậy thì thay vì đó thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là chúng ta làm huyết thanh chẩn đoán đó. Thì để chẩn đoán nó, chúng ta phải dựa vào yếu tố nguy cơ, chúng ta phải dựa vào cái triệu chứng lâm sàng biểu hiện ra, và cái cuối cùng là chúng ta chẩn đoán đó. Thì để chẩn đoán nó, chúng ta phải dựa vào yếu tố nguy cơ, chúng ta phải dựa vào cái triệu chứng lâm sàng biểu hiện ra, và cái cuối cùng là chúng ta có thể dựa vào các xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán. Khi đã chẩn đoán được bệnh thì quá trình điều trị sẽ diễn ra như thế nào thưa bác sĩ? Riêng về vấn đề điều trị thì những cái bệnh lý này thì nên điều trị tại bệnh viện, bởi vì chúng ta sẽ có một cái phác đồ điều trị với kháng sinh ha, và cái thời gian điều trị kháng sinh của chúng ta là từ 10 cho đến 15 ngày đó. Ngoài cái việc điều trị kháng sinh thì nếu như đi kèm với những cái biến chứng thì tùy theo biến chứng thì chúng ta sẽ phải có những cái gọi là kiểm soát những cái vấn đề đi kèm. Ví dụ như nếu như mà chúng ta có bị xuất huyết thì chúng ta phải có thể truyền máu nè, hoặc nếu như trong trường hợp mà các bạn bị tổn thương gan thận nặng hoặc là nhiễm khuẩn máu nặng thì lúc đó chúng ta có thể phải lọc máu. Có nghĩa là gì? Là cái việc điều trị kháng sinh là điều trị bắt buộc. Ngoài cái việc điều trị bằng kháng sinh thì tùy theo thể bệnh cũng như là biến chứng thì bệnh nhân sẽ có thể phải điều trị các biến chứng đó đi kèm, thì mới mong rằng là chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất.
Nghe mà về những cái biến chứng thì Loan nghĩ là ai cũng sợ hết trơn á. Vậy thì chúng ta nên tìm cách để có thể phòng ngừa căn bệnh này thay vì cứ đối diện với những cái nguy cơ rình rập ở xung quanh. Dạ, xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Rõ ràng cái việc truyền thông về sức khỏe là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trên những cái đối tượng mà họ là những cái người tiếp xúc trực tiếp với những cái loại động vật mà có thể mang cái mầm bệnh, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là gì? Nếu chúng ta biết rằng những cái đối tượng, những cái động vật đó nó có nguy cơ, nó tiềm ẩn những cái mầm bệnh đó thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có một cái quy trình, ví dụ như nếu chúng ta chăn nuôi thì chúng ta phải có những cái quy trình nó phải bảo đảm về mặt chất lượng, phải vệ sinh môi trường, và chúng ta phải có một cái sự bảo hộ cho cái công nhân, cho những cái người mà trực tiếp làm cái công việc đó một cách cẩn thận hơn ha. Và nếu không may thì chúng ta mà có mắc bệnh đi thì chúng ta phải điều trị một cách rất là nhanh chóng. Cái việc điều trị thì thường là phải điều trị bằng kháng sinh, và thời gian điều trị của chúng ta là thường là phải 2 tuần, ít nhất là 2 tuần. Rồi, cái nữa là gì? Cái vaccine. Thật ra ở Việt Nam của chúng ta thì chưa có, nhưng ở một số nước trên thế giới, ví dụ như là chúng ta thấy là Nhật Bản hoặc là Trung Quốc đó, hoặc là Tây Ban Nha, có nghĩa là một số nước người ta đã bắt đầu chích vaccine này cho một số đối tượng nguy cơ. Đó, thì nhưng mà không phải là cứ chích ngừa vaccine rồi thì chúng ta sẽ không mắc bệnh đâu. Chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái biện pháp phòng ngừa khác để chúng ta có thể bảo vệ được mình. Dạ, như chúng ta chia sẻ ngay từ đầu chương trình, đó là xoáng khuẩn vàng da là căn bệnh khá là phụ thuộc vào cái vấn đề nghề nghiệp của chúng ta. Nên là nếu như quý vị nào đang làm việc ở những cái lĩnh vực như bác sĩ chia sẻ, là những người nông dân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thường xuyên tiếp xúc với một cái môi trường có thể bị lây nhiễm bệnh, thì xin chúng ta cẩn trọng đề phòng quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình ngày mai.